Chào các con, hôm nay mình sẽ tập đọc âm y nhấn trọng âm. Đối với âm y nhấn trọng âm, mình cần phải đánh dấu sắc, đọc to, rõ ràng. Bây giờ, đối với âm b, 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 bí, 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 mình cần lưu ý, môi mím lại, bật ra. Bí, bí, bí. Đối với âm phí, 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 mình cần lưu ý là môi mím giống như âm b. Rồi sau đó mình bật ra, nhưng lưu ý là không. Là không cần không cần cần có nội dung. Bây nếu muốn kiểm tra, mình cầm một cái tờ giấy rồi bật các em đã thấy cái tờ giấy rung chưa? Nếu cái tờ giấy rung là các em đọc đúng, nếu tờ giấy không rung thì các em đã đọc sai rồi. Các muốn đọc đúng thì các em phải bật thật mạnh để cái tờ giấy nó rung. Đến với quý, mình cần lưu ý môi khép lại, rồi sau đó môi mím lại, rồi sau đó bật ra quý, 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 quý. Đến với từ xí, 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 chúng ta cần lưu ý là miệng mỉm cười rồi sau đó xì, 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 xì. Đối với âm l, 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 lý, lý, chúng ta cần lưu ý là lưỡi chạm vào răng cũng giống như lời tiếng Việt. Lý, lý, lý. Đến với từ mình cần lưu ý là không cần đọc là mà mình sẽ đọc là. Đối với âm vị, ví, 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 chúng ta cần lưu ý là môi mím, rồi sau đó bật ra ví, 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 anh em ví, 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 ví. Đối với âm tí, 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 chúng ta không tập là tờ mà chúng ta sẽ tập là th, th, th. Thí, tí, thí, 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 thí. Âm cuối cùng là phí, 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 phí. Mình cần lưu ý là làm môi mím và sau đó bật ra phí, 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 phí. Bây giờ bài của chúng ta đã hết rồi. Tạm biệt các bạn nhé.